mình còn nhận 10.000. Em đã đi hết cái khu này chưa? Đó. Hết khu này chưa? Gọi là đi thăm ngắm rồi. Em có toàn là ngắm hết rồi. Em có toàn là em không biết là em đi chưa hay là đi rồi. Mà đi nhiều lắm thì toàn đi lòng vòng. Tôi đi lòng vòng đi từ đầu vào cuối rồi đi từ cuối rồi chạy ra ngoài. Cái đi mà cái gì mà cũng vòng rồi đúng. Nhưng mà trò chơi cảm giác mạnh mình sẽ chơi đúng một trò phi long của tôi. Cái trò kia không chơi. Thì sau này em cũng chịu chết. Nhìn là biết rồi, nhìn là biết vui cỡ nào. Hai ông gái lúc này có chơi cái trò trắng trắng này kìa không? Có à, liều nhờ. Mạnh rồi. Mạnh gạt. Mấy đứa con gái lúc em khỏe không? Em còn chơi cả cái trò đấy thôi. Đây là anh đưa chị đi chơi à? Ờ, đây là bồ anh. Bồ hay là vợ? Bồ, vợ anh ở nhà. Hả? Anh sinh năm 84. Ờ, bồ. Bình thường, chuyện này là quá là được 16, 18. Vợ khác mà bồ khác. À. Có vợ rồi nhưng mà cặp bồ. Anh nói thế xong là mấy đứa này là vẫn hay liệt tin của bọn em. Hả? Hai đứa này vẫn hay liệt tin của bọn em. Thế chết, thế đây là đáng yêu nhau à? Không, không yêu nhau nhưng mà vẫn hay liệt tin của nhau. Không gọi gì mà gọi là cứ gọi là niềm tin với nhau. Nói thế kiểu gì chả có hơi hướng bồ hoặc người yêu. Đấy đâu ra. Đây ạ, à, một người người yêu ở đây. Đây ạ. À. Đó, uống đi. Đẹp trai, nhiều người yêu. Đi, uống đi rồi đi. Thôi, lại tiếp tục hành trình nhờ. Uống không? Có anh cần gì không? Phi long một lần, tôi biết đấy. Đến đây là phải chơi phi long anh. Cho một lần cho nó thử cảm giác là... Vui nhất là nhẹ nhàng anh ạ. Vui nhất là phi long luôn à? Đúng rồi anh ạ. Nhẹ nhàng. Anh chỉ cần chơi được một trò đấy thôi, anh không chơi được cả. À. Thế tí nữa anh phải thử đấy. Tí ăn xa nhìn anh chơi được. Tí ra xem anh chơi. Chơi khi nào à? Phải chơi hôm mới biết được. Ngất đùng rồi đấy. Em chỉ sợ ra anh ra đó là hết một chỗ thôi. Đúng anh ạ. Chuẩn mà. Đấy đâu mình bước vào kiểu cái khu nước rồng đấy là nó xếp hàng dài em. Cái trò mà anh hỏi em chơi ban đầu ống này. Anh nghe ăn. Anh cũng nghe ăn luôn. Các em ở đâu? Dạ, em ở Bắc Ninh. Bắc Ninh nha. Dạ. Thế hai em này ở đâu? Bắc Ninh đấy ạ. Bắc Ninh luôn á? Quán họ quê em ạ. À. Quán họ mà nói giọng đó. Nâng tai á. Vâng, nâng tai, bọn em nâng tai rồi. Sao biết không? Nâng tai để dắt với cẩm da này. Vâng, dắt cho mấy cẩm da này dưới ạ. Đây, hai em gái này là đi cái trò chơi mạnh nhất rồi đúng không em? Mạnh nhất trong này rồi đúng không? Giang ấy, giáp với Bắc Ninh đấy. À, xong rồi giờ cũng làm đấy nhỉ? Chỉ có qua Bắc Ninh nghe qua ngõ. Thôi, nhé rồi. Qua ngõ với em nhiều cái đó. Nếu mà nói giọng nghe ăn là phải nói giọng chuẩn nghe ăn. Rồi, nói giọng chuẩn nghe ăn luôn. Đây phải sang gái rồi ai phải chị nói chuẩn luôn. Tán em phải làm đồ em đây luôn. Anh lừa tán hôm thứ nhất, hôm thứ hai là... Ý là cách để tán. Cách để tán á? Tán đổ. Ôi, hôm anh vào anh tán chị đấy. Lần đầu tiên là thằng nhà anh vào thằng nhà. Ở trong nhà còn có 4-5 người ngồi như các em này. Thế anh gọi ra ngoài cổng ấy. Thế anh mới quay đi ban đầu xong rồi anh bắt đầu anh khi anh chào về ấy là anh bảo em ơi, anh bảo này, thế cô đấy đang đi quay vào hướng trong nhà ấy, quay lại phát anh ôm túm của bà, anh ôm thắm thiết luôn, anh hôn thắm thiết, thế là từ đây yêu anh. Thế rồi tán tuyệt vời, mạnh dạn lên chứ còn không mạnh dạn ông gái ông đổ đâu. Em chưa mạnh tính được vai à, nhưng mà con này có nhiều kinh nghiệm ấy ạ. Ôi thôi, yêu nhiều là biết rồi.
hỏi hai em xinh gái này cho mà xem. Con trai tán mà cứ nhút nhát làm sao tán được em nhờ. Phải mạnh dạn. Đây hai em xinh gái. Anh đang quay video tí. Quay video à? YouTuber. Anh kênh YouTuber anh là gì? Đây là bồ. Mà nói thế tí phải ra thử cái cảm giác ngoài kia một phát. Thử cảm giác đó. Mà thử được cái đấy là thôi các trò này không muốn chơi nữa. Đúng rồi, ăn ra chơi cái trò nếu mà nói giọng nhà án nói gì mới đúng đấy, chứ còn nói dừa thì không chuẩn mồ. Đấy đúng rồi, nói em phải nói như tao. Anh nói thôi đùa thôi, thế thôi. Cảm ơn các em nhá, bye bye anh đi đây. Mến thưa quý bà con, Minh Toàn vừa trò chuyện với một số cái bạn trẻ ở đây đi chơi trong này và cảm giác khi mà chơi trong này thì các bạn đấy như quý bà con cũng đã từng nghe rồi. Và bây giờ Minh Toàn sẽ tiếp tục đi quý bà con cô bác nhé. Đây, ở đấy có các cái mái tranh. Cái tranh này khá là nhà mái tranh. Ở đây là cái đằng trước chúng ta là cái cổng ra. Đây là cái cổng ra đầu tiên từ cái dọc mà xuống bay tắm hôm trước mình đi vào ấy. Là mình đi vào trước cổng này này. Lấy xe của mình nằm cuối. Đây là mình đang ở đầu. Hơi nắng quý bà con. Hơi nắng. Các bạn nếu mà học sinh như thế này là có khi là nhà trường tổ chức. Có khi là nó tự nó đi. Nó thuê xe nhưng phải có người đứng ra tổ chức, em hiểu không? Đoàn tổ chức hoặc là nhà trường tổ chức. Chị... và đây có một cái khung vườn gọi là khung vườn tê giác cuồng nộ. Đây. Chúng ta xem khung vườn tê giác cuồng nộ nhé. Đây. Rồi thì tiếp này hàng nhá. Số lượng như thế này chúng ta có hai hàng thôi, còn hàng nữa ở phía dưới. Còn hàng nữa còn ở phía dưới. Xin mời. Rồi xe nào đang mời được lên đang chuẩn bị. Đây là khu vực xe của mình và tôi phải cùng chúng ta đi trên cao điểm sau. Và bây giờ Minh Toàn sẽ mời quý bà con cùng Minh Toàn chúng ta đi vào đây. Đây, Minh Toàn sẽ quay lại cái ảnh này cái này. À đây là một cái trò chơi. Một cái trò chơi. Và đây. Chúng ta sẽ đi vào. Thank you.
chúng ta thử xem ở đây chơi như thế nào nhé. Khá là nguy hiểm luôn, không biết là tâm lý của các bạn. Nó hạ cái kia xuống thì chắc là để lấy cái đồ vòng để quay ấy. Nguy hiểm quá nhỉ. Thank you.
cái này chỉ có là các bạn trẻ 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 mới dám chơi. Thank you.